Tiếp theo là combo 70 nha quý vị, một cây xanh bú 450, bao của ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua chuyển trước 100k nha quý vị. Có lon bò cụm nè, cái cục bú chà vá lửa nè. Cái này cái giống nó là vậy nha quý vị, sau này những cái nhánh này là nó ra bú hết nha quý vị. Một thời gian nó sẽ ra bú hết. Muốn cho có bú nhiều mình vô nhôm á. Nó bự bự chút mình vô nhôm mình bẻ qua bẻ lại ha, cho nó dập dập cái thân đó là nó ra mấy chỗ này nè quý vị. Nó mấy chỗ này là nó ra hết chân nha quý vị. Còn mình không có bẻ, không có bẻ tới bẻ lui vật vật lại á, nó không có dập, nó không có tức mình thì nó ra ít hơn ha. Rồi vậy nha quý vị, cục bú và bá lửa nè. Rồi 450 xuống luôn nha quý vị.